diện trang phục áo dài của 18 đội đại diện cho 18 đơn vị hội liên hiệp phụ nữ cơ sở trên địa bàn quận Tân Phú. Mở đầu phần diễn hành đại diện xã Phú Khánh. Phú Khánh là một xã thuộc địa phận một của huyện. Xã được công nhận là xã nông thôn mới trong năm 2020. Trong những năm qua, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Khánh rất quan tâm chú trọng về công tác phụ nữ. Với mô hình nổi bật đã thu hút hơn 1.000 hội viên phụ nữ tham gia với hội phụ nữ xã nhà. Trong đó có 2.173 phụ nữ từ 18 tuổi đến già, có 18 tổ hội, 2 chi hội kiểu mẫu, đa số chị em sống bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản. Bên cạnh đó cũng làm nhiều nghề tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi như đan lục bình, đan ghế, nuôi bò, dê. Đúng vậy, trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, phụ nữ xã Tân Phong đã đóng góp không nhỏ cho đại thắng mùa xuân 1975 của huyện thành phố. Đó là sự kiện ngày 8 tháng 3 năm 1948, hàng ngàn chị em phụ nữ đã đào xong con kênh từ rạch Hương Mỹ chạy qua ấp Phong đến Thới Thành rồi nối với rạch Cái Cá xã Quế Điền, đặt tên con kênh này là kênh phụ nữ cho đến ngày hôm nay. Chính quyền thị trấn Thành Phú đang tập trung phấn đấu xây dựng đại
đô thị loại 4 vào cuối năm 2022. Đây là đơn vị thuộc trung tâm hành chính của huyện nên thị trấn phát triển rất mạnh về văn hóa, kinh tế, xã hội. Ai về vùng đất Mỹ An, Cù Lao quốc tế một thời xứng danh, biết bao thế hệ Hồng Anh phụ nữ đoàn kết, hội ta tự hào. Năm năm ba sạch cùng nhau quyết tâm giữ vững phong trào toàn dân. Mỹ An là một xã nằm ở cuối hạ lưu sông Hàm Luông, có đặc điểm tự nhiên của một cù lao trên biển gắn chặt với thủy triều, thời tiết và khí hậu ôn hòa. Nhân dân xã Mỹ An đã đoàn kết bên nhau suốt chiều dài lịch sử để khai phá đấu tranh bảo vệ xây dựng lên vùng đất anh hùng. Liên hiệp phụ nữ xã Bình Thạnh với những bộ áo dài truyền thống đầy màu sắc rực rỡ. Đây là đội ngũ cán bộ hội tiêu biểu của xã nhà. Trong thời gian qua, các chị đã rất nỗ lực tham gia nhiệt tình với công tác hội. Những màu sắc rực rỡ khác nhau thể hiện ra sự nhiệt quyết, sự sáng tạo của chị em phụ nữ xã Bình Thạnh. Xã An Thành đã chọn áo dài làm trang phục công sở cho cán bộ phụ nữ như là sự hòa tù giữa nhẹ nhàng, yêu thương và thành tâm, trách nhiệm của người phụ nữ thành phố. Trong những năm qua, Hội Liên Phụ Nữ xã đã tích cực vận động cán bộ hội viên phụ nữ tham gia thực hiện các phong trào, xây dựng nhiều mô hình, cùng góp phần với xã nhà thực hiện đạt các tiêu chí xã nông thôn mới. Năm 2022, hội đã hỗ trợ một hội viên xây dựng thành công một sản phẩm ô cốp đạt 3 sao. Bên cạnh đó, hội cũng liên kết với các đơn vị để mở các lớp nghề, các mô hình chăn nuôi nhằm giải quyết một phần lao động nghèo đói, tạo thêm thu nhập cho chị em phụ nữ. Đang tiến về lễ đài là đoàn của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Thuận do chị Nguyễn Thị Linh Thư là ủy viên ban chấp hành phụ nữ xã dẫn đầu, với 30 chị em đại diện cho 1.323 hội viên của xã. Các chị em luôn quyết tâm học tập, lao động thật tốt cho tương lai ngày mai vững tiến, góp phần để xây dựng tổ quốc phồn vinh. Ghé qua vùng đất An Quy có nhiều sản vật ngành nghề gia tăng, Mỹ An xây dựng mô hình phân loại rác thải, giữ gìn văn minh. Tiến qua lễ đài là đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Quy. Xã An Quy có 1.165 hội viên với tổng số 1.473 phụ nữ toàn xã với 6 chi hội ấp và 12 tổ hội. Trong các hoạt động có nhiều mô hình hay hiệu quả trên các lĩnh vực. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững có mô hình tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, mô hình nuôi heo đất giúp hội viên phụ nữ nghèo. Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải, góp phần xây dựng nông thôn mới có mô hình tuyến đường kiểu mẫu xanh sạch đẹp, mô hình sách bỏ đi chợ, mô hình nhà sạch ngõ đẹp, đặc biệt là mô hình thoát lò rác thải tại nguồn là mô hình thực hiện phong trào đổi mới do huyện phát động. Đang tiến vào lễ đài là đơn vị xã An Nhơn. Xã An Nhơn được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới năm 2018. Thế mạnh của xã là hợp tác xã lúa tôm Thạnh Phú đạt chứng nhận sản phẩm ô cốp, phát huy tinh thần thi đua đồng khởi mới. Các cấp hội trên địa bàn xã An Nhơn đã tuyên truyền cho hội viên phụ nữ tham gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững. Hội Liên Phụ Nữ xã An Điền đã tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào của địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới như thực hiện tốt các tiêu chí về môi trường, duy trì về năng chất, nhân rộng các mô hình. Lũy kế đến nay có 14 mô hình nông thôn ba sạch với tổng số 318 thành viên tham gia. Ngoài ra, Hội Liên Phụ Nữ xã còn phối hợp với trung tâm đào tạo nhiều lớp nghề cho phụ nữ nông thôn, đồng thời tư vấn về giới thiệu việc làm để các chị em có việc làm tại chỗ, vừa tăng thu nhập vừa có thể chăm sóc gia đình để chị em yên tâm hoạt động. Danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 2005 và được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã nông thôn mới vào năm 2020. Tham gia hoạt động trình diễn áo dài lần này có hơn 40 chị đại diện cho 1.218 hội viên phụ nữ xã Giao Thạnh với trang phục áo dài truyền thống, góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của trang phục dân tộc Việt Nam. Thạch Phong là một xã ven biển của huyện Thành Phố,